cái nắp này mọi người vặn vào nó rất là khít nha, đó cực kỳ khít luôn. Và khi mà mấy em mình cần mình mở ra là mình xài một cái tiếp keo mới khui trong hộp ra, và cái lỗ của nó là đã đục sẵn luôn. Thì khi mà mọi người mua mỗi cái cây gọt giấy này nè, em sẽ tặng kèm cho mọi người là một cái hộp lưỡi dao gọt giấy đến từ điện Onfa, và pin này là pin alkaline siêu trâu luôn á, xài rất là lâu, và đây là đồng của Nhật Bản nha mọi người, màu vàng nó rất là đẹp. Nhưng mà mọi người chỉ cần nghiêng một góc như vậy là lửa nó sẽ phật lên, ghê không, rất là nguy hiểm luôn nhé. Rồi, hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Đồ Nghề Nhật Mỹ, một cái kênh mà chuyên bán đồ nghề, dụng cụ cầm tay chính hãng nha. Nói hàng của Nhật là của Nhật, nói hàng của Đức là của Đức, đó, yên tâm. Tại vì đây là video 229 rồi, 200 clip rồi đó nha. Rồi, trong tháng 8 này thì bên em sẽ bao ship với những cái đơn hàng từ 1 triệu đồng là sẽ bao ship nè. Ngoài ra đó, thì trên mỗi video thì em sẽ có giảm giá trên từng mã sản phẩm luôn. Thì mấy anh chị mình xem kỹ giùm em rồi coi cái nào nó giảm giá thì mọi người có thể nhắn tin trực tiếp xuống nội bên dưới màn hình nè. Em sẽ giảm giá hết cái tháng 8 này. Đó thì qua tháng 8 thì sẽ có cái chương trình mới nữa cho mọi người. Thì mấy anh chị mình coi cái nào phù hợp với công việc thì mình chốt nha. Hiện tại thì bên em cũng đang chạy một cái chương trình ở trên Shopee. Đó mọi người có thể quét cái mã QR bên dưới màn hình nè, quét cái mã và truy cập vào shop của em thì có rất là nhiều cái khuyến mãi trên đó luôn, cực kỳ nhiều luôn. Mọi người bấm vào, khi mà mấy anh chị mình follow thôi là mình đã được giảm giá rồi. Rồi mình áp dụng nhiều cái mã voucher trên đó nữa, và được Shopee họ hỗ trợ nữa, free ship rất là ưu đãi luôn. Thì mọi người xem bên nào có lợi, chỉ cần bên nào rẻ hơn thì mình mua bên đó thôi, thoải mái, không thành vấn đề. Mã đầu tiên là 229.1. Thì có rất là nhiều khách hàng họ yêu cầu là anh muốn mua một cặp kìm thì em tư vấn cho anh một cặp gì. Em sẽ tư vấn cho anh là một cái cặp kìm như vậy, bao gồm một cái kìm đầu bằng đa năng, hoặc là gọi là cây kìm điện đó, và một cái cây kìm cắt. Thì cây kìm này là cây kìm cắt cứng. Rồi, cây này thì có giá là 396.000 đồng. Rồi, cây này sẽ có giá là 320.000 đồng. Hai cây này cộng lại sẽ bán với giá là 716.000 đồng. Thì mọi người có thể chốt mã 229.1 này. Em bán là một cặp này thì giá của nó là 660. Đó, một cặp này thì giá của nó là 660.000 đồng. Chốt 229.1 rồi cứ nhắn địa chỉ bên dưới màn hình là em sẽ ship tới nhà cho mọi người nha. Tiền ship là 22.000. Rồi, cây này là một cái kìm đa năng, nó sẽ có khả năng cắt dây hợp kim là 2 chấm, cắt dây kẽm sắt đồ đó, cắt dây dây chì đồ đó là 3 chấm nha mọi người. Cây này là một cái kìm đa năng đến từ hiệu Tatsunoda. Thì những cái cây kìm của Tatsunoda đó, được cái là lưỡi của nó là sẽ mài thủ công 100% hết nha. Cây này là size là 150mm, rất là nhỏ, gọn, tiện lợi, mọi người dễ cất này kia rồi. Bao gồm là một lưỡi, một cái đầu bằng dùng để kẹp. Đó, một cái kìm này. Những cái kìm Tatsunoda nó là cái kìm hàng nội địa của Nhật Bản luôn rồi. Và cái thương hiệu này là rất là lâu, ai mà mua đồ bãi thì cũng sẽ có mua chúng cái hiệu này. Mua đồ mới thì liên hệ với em ha. Đó, cảm ơn mấy anh chị đã ủng hộ bên Đồ Nghề Nhật Mỹ trong suốt thời gian qua. Rồi, cái này tới cái kìm cắt ha. Kìm cắt này rất là ngon luôn, nhỏ gọn, tiện lợi mà mọi người có thể cắt được rất là nhiều vật dụng luôn. Tại sao lại có một cái kìm đầu bằng và một cái kìm cắt này? Cái kìm cắt này á, mọi người dùng để cắt cứng nè, cắt kẽm này kia rồi đó, một cách rất là ok ha. Nhưng mà ví dụ như trong một cái nồi dây điện, hoặc là sát với cái tủ vậy đó, sát với vách, thì mọi người đưa cái kìm cắt này và mình nhấp cái đầu nó thì mình sẽ cắt rất là dễ. Ví dụ như nguyên bó dây điện thì mọi người đưa cái lưỡi cắt này vô và mọi người cắt luôn thì rất là nhanh ha. Đó, thì đây là cái kìm cắt đến từ hiệu Tatsunoda, hàng của Nhật Bản, made in Japan 100%. Đó, mọi người thấy không, lưỡi cắt rất là đẹp luôn. Mình sẽ zoom lên cho mọi người coi nè. Những cái lưỡi này là mài thủ công chăm chăm hết nha mọi người, mài bằng tay hết á. Đó, Tatsunoda made in Japan chuẩn ZIS nha, GES. Đó, bây giờ là GES rồi, chứ không còn cái dấu sấm sét giống như ngày xưa nữa mà mấy anh chị mình hay coi ha. Hai cái món này cộng lại thì em sẽ bán với giá là 660.000 đồng trong vòng tháng 8 này nha. Hết tháng 8 thì sẽ quay lại trở lại giá cũ, hoặc là mọi người mua lẻ thì có thể nhắn cho em mua cây kìm nào đó thì nhắn. Rồi, cặp này nhỏ thì sẽ có cặp to hơn. Cặp to hơn giá rất là ngon luôn, 993.000. Cây này bán lẻ là 488.000, cây này bán lẻ là 505.000. Hai cây cộng lại là 993, em sẽ bán với giá là 920.000 đồng. Mã là 229.2 nha. Đó, video 229 rồi. Thì đây là cái kìm đa năng size lớn, rất là khủng, size này là size 2 tấc.
Đó, mua này để làm nghề cũng được, mà mua để ở nhà thì quá trà đá luôn. Đó. Lưỡi nó bén lắm, rất là bén và cực kỳ khít nha, không có chuyện hở hay gì đâu. Rồi một cái mẹo này dành cho mọi người á, thì nhiều anh hỏi là ủa sao kỳ vậy, cái kìm đầu bằng mà cái phần ở trên này nó không có đụng lên em. Cái phần này nè mấy anh, phần này nè, cái phần đầu bằng ở trên này mọi người thấy nó hở không, nó sẽ có một cái khe hở đó, nó sẽ hở một xíu như vậy. Thì những cây kìm hở như vậy nó mới là cây kìm xịn nha. Tại vì khi mà cái kìm này nè nó đóng lại thì là cái lưỡi nó sẽ đụng chứ không phải cái đầu đụng. Đó là lý do tại sao là những cái kìm của Nhật á, nó rất là bén và bén rất là đã luôn. Còn cái đầu này dùng để kẹp cho nên nó sẽ hở một khoảng rất là đều. Đó, cực kỳ đã luôn ha. Đó, và đây là cây kìm của tờ Sunoda dài 2 tấc. Thì nó dài hơn, nó bự hơn thì tất nhiên là khả năng cắt của nó sẽ khác rồi. Cắt dây hợp kim 2 chấm nè. À, cắt dây chì hoặc là dây kẽm đó là 3.2. À, rất là đã luôn. Và độ cứng của những cái cây này là từ 58 cho đến 64 HRC nha mọi người. Xa 2 tấc. Rồi, tiếp tục là cây kìm cắt thì bao gồm là bán một cặp như vậy nè. Cặp là cây này với cây kìm cắt là size bự luôn, size 225 mm. Và cây kìm cắt này có cái chỗ bấm cos luôn. Những cái chỗ bấm cos của tờ Sunra bấm rất là ngon. Rồi. 920.000 trong một cặp như vậy. Thì cây này dùng để cắt những cái dây điện dẹp mà dây ba lỗ giống như vậy nè mọi người. Cắt rất là bằng, rất là đẹp. Rồi hoặc là cắt những cái sợi dây điện dây đơn á, cái lỗi đồng đó, lỗi lớn đó. Lưỡi cắt dày nhưng mà mặt bên này được cái nào mọi người. Dòng này nó sẽ phẳng cái mặt này. Cho nên là cho ra cái đường cắt bên kia rất là đẹp luôn nha. Đó, của Tsuruda. Quá đã. Size 225mm, khả năng cắt thì tuyệt vời. Đó, thích cặp nhỏ thì mua cặp nhỏ, thích cặp to thì mua cặp to. Mua cặp nào thì cứ chỉ cần nhắn tin địa chỉ là em sẽ giao tới nơi. 229.2, 920.000 đồng cho một cặp giống như vậy. Tiếp tục một cái mã sản phẩm là 229.3, có giá là 410.000 đồng. Thì qua video này em bán với giá là 389.000 đồng. Made in Japan 100%. Thì đây là một cái kìm cắt cáp của thương hiệu Tsuruda. Và dòng này là dòng King TTC. Đó, ai mua đồ bãi là sẽ gặp cái chữ này, gặp cái chữ King TTC này. Tsuruda này nó làm nhiều lắm, nó làm nhiều mẫu mã lắm. Và cái logo này là logo hình con hổ. Đó, logo hình con hổ thấy không? Đó, đây là cái sợi dây cáp điện nè. Và cái này là một, nói chung là ví dụ này là dạng thường thôi. Đó, để cắt ra được cái lượng đường cắt đẹp bằng giống như vậy mà nó không bị dập hoặc là không bị tưa giống như vậy nè. Đó, như vậy là nó sẽ bị dập, bị tưa nè mọi người. Đó, mọi người thấy không? Đó. Rồi, mình sẽ lấy cây kìm này và mình cắt. Thì trên cây kìm này, mọi người cắt nè. Rất là ngon luôn. Quá đã luôn á. Đó. Và cắt xong rất là phẳng, rất là đẹp đúng không? Rồi, cây này nó hay như vậy. Là một cái kìm giống như vậy thì mọi người chỉ cần quay ngược lại như vậy. Đó. Thì khi quay ngược lại như vậy thì cây này nó sẽ trở thành một cái cây tước vỏ nè. Đó, mọi người sẽ tước vỏ của những cái sợi dây cáp mà nó dày, đó, gọc ra như vậy. Tuyệt vời không? Quá đã luôn. Đó, gọc ra được những gọc rất là đơn giản, nhẹ nhàng, tình cảm luôn. Đó, gọc ra rồi đúng không? Thì bây giờ mọi người sẽ một lấy cái kìm này nhấp, hai là mua lấy cái kìm cắt kia. Mọi người cắt. Đó, bây giờ mọi người cắt thôi. Ok không? Quá tuyệt vời đúng không? Thì cây này rất là hay, cho nên là em sẽ giảm giá cho mọi người. Giảm giá là giảm giá những cái sản phẩm mà sẽ mua, dùng, được, ngon. Chứ không phải là đi giảm một cái thứ gì đó linh tinh đâu nha. Bên đồng người Nhật Mỹ mà. Đó, mọi người sẽ quay ngược lại như vậy. Thì cái chức năng này dùng để gọc những cái sợi dây cáp điện. 229.3, 389.000 đồng cho cái kìm cắt cáp đến hiệu Tsuruda dòng King TTC. Đồ cao cấp luôn. Đó, 389 ha. Giá khuyến mãi rất là tốt. 229.4, 468.000 đồng. Cái này sẽ có giá gốc là 505.000 đồng. À, đây là một cái kéo đa năng đến từ hiệu Garand, hàng của Đức nha mọi người. Made in Germany. Đó. Rồi, cây này nó rất là đa năng luôn á. Ở đây nó sẽ có cái bàn tay nhỏ, cái bàn tay to. Rồi, nó sẽ có gạt ở đây thì mọi người gạt á, nó sẽ bung cái kéo này ra. Đó, nó sẽ trở thành một cái kéo và có lò xo nhấp nhả. Rồi, tay mình là tay người châu Á, mình bé đúng không? Rồi nếu như mà mình to con thì sao? Mình gạt lên đây. Nó sẽ bung một cái khoảng to hơn ban đầu. Đó mọi người nhìn nè. Đó mọi người sẽ với cái tay nhiều hơn. Đó rồi, tiếp tục trên này nè, nó sẽ có chỗ này. Chỗ này dùng để cắt kẽm, cắt dây chì đồ ha, cắt cứng.
Đó, rất là ngọt ngào luôn á. Rồi, tiếp tục là sẽ có cái lưỡi. Và cái lưỡi này là cái lưỡi chống trượt. Đó, mấy anh em mình có thể cắt dây điện được nè. Mình cắt nẹp. Cắt nẹp thì quá trời đã luôn. Cắt nẹp và đảm bảo là sẽ không bao giờ có chuyện mà cái lưỡi kéo này nó bị sao le. Mấy anh em mình cứ nhấp trên cái đầu này thoải mái. Cắt bọc ni lông cũng được luôn. Rồi, nè, ví dụ như làm điện đúng không? Lấy cái này ra. Hồi nãy khúc này mình tươi ra nè. Đó. Khúc này nãy mình cần cắt đúng không? Đó, bây giờ mình sẽ nhấp. Nè, nhấp nè. Quá đã luôn, đúng không? Cộng dây điện nè. Dây điện nó bị hư rồi. Bây giờ cắt dây điện nè. Ngọt ngào luôn. Cực kỳ ngọt nha. Và lưỡi cắt rất là đẹp luôn. Đó, và lưỡi cắt nè mọi người nhìn nè. Nó không có là gì đâu. Đó, và đây là cái kéo chống trượt. Rồi nhiều người hỏi là cái kéo này anh mua để anh làm bếp được hay không, anh cắt gà, cắt này kia đồ. Thật sự mà nói thì thoải mái, vô tư, không thành vấn đề. Tại vì đây là lưỡi này là lưỡi gì? Lưỡi stainless steel, lưỡi inox, hoặc là lưỡi thép trắng, hoặc là lưỡi thép không gỉ. Đó là nó không đó, nó không bị xét ha. Cho nên là mọi người mua về, nói chung là mình muốn dùng gì dùng, kéo đa năng mà. Cái phần màu đen này sẽ là cao su nha, cầm rất là êm tay luôn. Và đây là cái kéo đa năng đến từ hiệu Garang, hàng của Đức, 468.000 đồng. Rồi, tiếp tục 229.5, một cái mã bán rất là chạy luôn, 300.000 một cây. Cái này là hàng lưu kho, thanh lý, bán ra 300.000 một cây, hết là hết luôn. Những cái cây này muốn đặt về có luôn, nhưng mà giá đảm bảo là sẽ gấp đôi cái giá này. 150 lumen, chống nước, kháng nước, IPX6, có thể làm ở dưới trời mưa, thoải mái vô tư, không thành vấn đề. Chịu được va đập rất là tốt. Lắp pin vào sẵn cho mấy anh em mình. Rồi, dây là bằng cao su. Tại sao không phải là dây vải? Tại vì là mọi người có thể lắp trên những cái nón bảo hộ. Đây nè, những cái nón bảo hộ nè. Những cái nón bảo hộ, những cái nón anh em mình đi công trình là bằng nhựa. Thì cái dây cao su này nó sẽ giúp bám lại, nó không có bị trượt ha. Rồi, người nhìn nè, trong suốt đúng không? Rồi, kéo nè, buông lại nè. Đàn hồi cực kỳ tốt, bởi vì đây là cao su của Nhật. Đó, Tajima. Thì khi cái đèn đỏ đầu mấy anh em mình lắp lên như vậy nè, mọi người lắp vào. Đó, mọi người ấn vô. Mọi người sẽ ấn vào như vậy. Rồi, nó sẽ có cái đèn đỏ đầu trên đầu. Rồi, mình đang đi công trình, mình gặp việc, mình muốn làm gì giờ, thì bây giờ mình sẽ tháo ra. Nó có cái sắt, cái cột gì đó, hít lên trên đây. Rồi, cái này nó trơn, nó trượt quá. Mọi người sẽ hít lên đây. Đó, để mình làm việc, mình mở đèn lên. Đó, rất là sáng nha, cực kỳ sáng luôn. Bởi vì đây là một độ sáng 150 lumen thật luôn, chứ không phải đi khống giống như là những cái đèn khác trên thị trường đâu. Cây này đa năng lắm. Tháo ra rồi đúng không? Có chân chai bót, bắt lên đây. Cái chân của cái chân máy ảnh á, bắt lên chỗ này. Đây có hai viên 500 để hít lên cần khi làm việc. Rồi, cây đèn này nó sẽ sử dụng hai viên pin 2A. Mọi người sẽ mở ra. Bên trong là sẽ hai viên pin 2A. Rồi, rất là nhiều anh hỏi luôn, pin em có bán không Khánh ơi? Thì bây giờ em sẽ lấy về một ít. Nói chung là cái này không có đăng lên video được, tại mấy anh mua 10 lốc em bao ship cho mấy anh là lỗ liền luôn á. Cái này nói chung là bán kèm kèm để dành cho mấy anh em có nhu cầu ha. 199.000 lốc, 199.000 lốc. 3A hay là 2A là đều như nhau nha, bằng giá với nhau. Một lốc là 10 cặp nha. Và pin này là pin alkaline, dòng này là siêu trâu luôn á, xài rất là lâu. Đó, và chuẩn LR6 nha. LR6 chuẩn cao cấp luôn á. Đó, một block như vậy là 20 viên, 199.000. Đó, anh nào mua thì nhắn em. 3A là nhỏ nha, 2A là như vậy. Rồi, làm sao mà để biết được 2A hay là 3A? Cái remote máy lạnh là sẽ xài viên pin 3A nha. Remote máy lạnh đó, xài viên pin nhỏ đó. Còn viên pin 2A là sẽ bằng ngón tay út. Đó, vậy cho dễ hiểu. Bên trong là sẽ có viên pin. Pin là không có tặng kèm nha mọi người. Pin là không tặng kèm. Nhưng mà anh nào mua đèn muốn mua lẻ một cặp pin như vậy thì em sẽ có bán cho mấy anh em luôn. Còn pin mà mua là sẽ bán là một block như vậy. Đó. Rồi. Ở đây nó sẽ có cái ron cao su chống nước luôn. Tuyệt vời không? Đó, có cái ron cao su chống nước luôn. Rồi, gài lại. Mình làm dưới trời mưa thoải mái vô tư nha. 150 lumen, 3 chế độ sáng. 1 2 3. Đó, rất là sáng nha. Ok luôn á, cái này mà mọi người làm tủ điện là mọi người thấy rất là tuyệt vời. Đó, 300.000 một cây. Cây này chịu va đập thì rất là tốt luôn. 229.5, 300.000 đồng cho cái kè, cho cái đèn đến hiệu Tajima, hàng của Nhật Bản, 150 lumen. 229.6,
820.000 cộng quà tặng là gì? Đây là một cây tu vít pin, tu vít điện đến từ hiệu Vesso, Vesel, Vesso. Đó, và cây này Made in Japan luôn, tu vít điện mà lại Made in Japan. Em cũng khá là bất ngờ khi cái sản phẩm này về tới tay luôn á. Rồi, đi kèm thế cho mọi người là cái gì? Một cái cây tô vít đến từ hiệu Vesel, và bên trong này chỉ có tô vít thôi, không có kèm cái sạc ha. Thì sạc mấy anh em mình cầm cái cây tô vít mình đi ra đây đó, mình ra mấy cửa hàng điện thoại di động đó, mọi người mua cái cổng này hoặc là ra cửa hàng điện thoại di động, nó là bán cho tôi một cái sạc cổng micro USB đó, thì người ta sẽ bán cho mình mấy chục ngàn à, tầm 30 gì đó. Đó, đây nó gài lại. Cái này mọi người sẽ vuột lên như vậy và mọi người cắm cái mũi vít vào đèn. Rất là sáng ha. Nhỏ hàng của Vesel nha, quá đẹp. Cái này nó sẽ có cái lực là 2 Nm nè, 280 vòng trên 1 phút và có good design, một cái sản phẩm có thiết kế đẹp là good design đó. Thiết kế đẹp, thiết kế thông minh, thiết kế tốt, good design. Tặng kèm cho mọi người là một cái mũi vít đến từ thương hiệu Anex. Thì cái mũi vít này đăng lên là có bán luôn. Mũi vít ngắn là 70.000. Mũi vít dài là 150mm là 15 phân á, giá là 85.000. Màu vàng là BH2, là những cái đầu phổ thông. Đó, đầu phổ thông. Màu đỏ là BH1, là những cái đầu nó nhọn hơn, ví dụ như những trong cái chi tiết thiết bị đầu điện tử đó, nó sẽ xài BH1. Rồi, chân là chuẩn 6 ly 35. Rồi, khi mà mua tặng kèm cho mấy anh em mình là một cái mũi vít đỏ hoặc vàng, tùy cái nhu cầu, mấy anh em mình thích cái nào thì lấy cái đó. 229.8 thì cái này 80.000 một viên, một viên rẻ, quá rẻ. 145.000 một cặp như vậy đó, mua một viên cũng bán mà mua cặp cũng bán luôn. Đây là cái cục tăng từ đến từ Vesel, một cái mũi vít zin lấy ra thì nó đã có từ tính sẵn rồi đó. Mình dở lên thử đó, mình sẽ không nhắc được cái cây tu vít nhưng mà nó hết có hết nha, tại vì hàng của Nhật là nói chung là tu vít có sẵn là sẽ có từ tính. Rồi, mình sẽ lắp vào đó. Thì khi mà lắp vào như vậy nè, mấy anh em mình đút cái này vô, đút này vô là từ tính cái này nó sẽ mạnh lên. Rất là mạnh đúng không? Đó, thì những cái mũi vít cũ lâu ngày nó bị mất từ tính, nó không cần hít ốc nữa, mình làm việc trong kẹt ngóc ngách đó, từ tính nó giảm. Thì mọi người mua cái này về, mình chỉ cần ghim lên thôi, mình đút vô thôi là nó đã mạnh lên rồi nha. Mọi người thấy không? Bây giờ nhấc lên được luôn nè. Khi mà mấy anh em mình mua cái này thì em sẽ tặng cho mọi người là một là tặng cái mũi vít, hai là tặng cái cục này đó, tại vì nó sẽ xem giá với nhau, cho nên là mấy anh em mình thích cái nào mình sẽ tặng cái đó. Rồi, chốt lại nha, 229.6, 820.000 tặng quà tặng, kèm quà tặng, không có trừ tiền nha, không lấy thì thôi đó, nó thẳng là vậy. Rồi, nhiều người nói sao tặng quà ít quá, thì nói thì em tặng cho mọi người như vậy, còn mấy anh em mình không lấy thì thôi ha. 229.7, mũi 100mm là 70, còn mà mũi 150mm thì giá là 85.000, là mũi dài, mũi dài là chỉ có bé 2 thôi. Rồi, 229.8, 80.000 một cục như vậy, mà mua một cặp như vậy thì giá của nó là 145.000. Đó, tùy nhu cầu, mấy anh em mình mua cái nào thì có thể liên hệ với em. Và đuôi này là đuôi 6 ly 35 nha, mọi người có thể đúc cái mũi vít vào và mình cầm mình vặn luôn cũng được, tại vì cái này nó bằng nhựa rất là chắc. 229.9 là những cái tiếp keo đa năng. Đó, tiếp keo này mấy anh em mình rất là thích, và nhiều người hỏi em rất là nhiều mà tại sao gọi là keo đa năng, tại vì những cái dòng chữ này nè, dịch ra nó sẽ là dán kim loại, dán da, dán cao su, dán nhựa, nói chung là dán được rất là nhiều thứ. Rồi, bây giờ sẽ lấy máy dịch ra cho mấy anh coi luôn. Rồi, dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Việt. Đó, kim loại nè, da nè, cao su nè. Đó, rõ ràng nó là một cái loại tiếp keo đa năng. Và hàng này là của Konishi, hàng nội địa Nhật Bản. Nội địa của Nhật Bản luôn. Dán gỗ cũng được luôn nha mấy anh. Đó, nội địa của Nhật Bản, Made in Japan, dán gỗ cũng được luôn. Rồi, cái tiếp keo này rất là hay và nó sẽ tiết kiệm cho mọi người. Rất là nhiều người thích luôn. 74.000 đồng một tiếp như vậy. Thì khi mà mấy anh em mình mua đó, cái này nó sẽ tiết kiệm cho mọi người nè. Cái nắp này, mọi người vặn vào nó rất là khít nha. Đó, cực kỳ khít luôn. Và khi mà mấy anh em mình cần, mình mở ra là mình xài. Đó. Và mọi người thấy gì không? Một cái tiếp keo mới, khui trong hộp ra. Và cái lỗ của nó là đã đục sẵn luôn. Là hãng họ tự tin về cái vấn đề cái nắp này,
bên trong cái nắp nó có cái gờ, nó sẽ ghim cho trong cái lỗ này nè, nó sẽ khít cái đầu này, nó không có làm keo bị ọc ra ngoài nha, nó cấn mớp gì đó keo nó cũng không ọc ra ngoài. Anh em mình cứ an tâm mà mình xài như vậy, mình siết lại rất là ngon, kín keo và nó không có bị làm cứng. Những cái tiếp keo khác á, là không xài là nó sẽ bị cứng cái này, rất là khó chịu, coi như là bỏ tiếp keo luôn đó. Nó sẽ hay cái chỗ nữa là mọi người dán da, dán dép rất là ngon. Những cái keo con chó khi nó khô là nó sẽ bị cứng nha, nó sẽ bị cứng và nó làm hư cái lớp da của mình. Hoặc là mấy anh em mình di chuyển mình đi nước, nó gặp nước là sẽ bị bong ra trở lại. Thì cái thằng này khi mà nó khô là nó vẫn dẻo nha, rất là dẻo luôn. Cho nên mình dán da, dán dép nó vẫn mềm, nó không có hư da của mình ha. 229.9, 74.000 đồng một tiếp. 229.10, 280.000. Đây là một cái cây dao gọt giấy đến từ thương hiệu MT Cutter, Made in Osaka, hàng nội địa của Nhật Bản luôn. Cây này là thân nhựa, bao gồm cho mọi người là một cái lưỡi bên trên, một cái lưỡi sơ cua bên dưới. Thì dòng này là dòng nạp lưỡi tự động, thân này là thân nhựa ha. NT Cutter Japan, hàng Made in Japan, nội địa Nhật Bản. Thân nhựa là 208, thân nhôm là 408. Thì cái thằng thân nhôm này á, nó sẽ giá của nó là 480.000 đồng. Thân là nhôm hết luôn. Cái cây thân nhôm này á, thì đi kèm cho mọi người là cũng là một lưỡi bên trên, một lưỡi bên dưới, là hai lưỡi. Đó, rất là ok ha. Rồi, thì khi mà mọi người mua mỗi cái cây gọt giấy này nè, em sẽ tặng kèm cho mọi người là một cái hộp lưỡi dao gọt giấy đến từ này Onfa, tặng đồ xịn luôn nha. Cái hộp này có bán lẻ luôn, 85.000 đồng một hộp. Tại vì hiện giờ là em đang nhập số lượng cho nên là giá nó mới rẻ như vậy. Thì những ai mà đã từng mua hàng bên em thì biết rồi, cái lưỡi này ngày xưa em bán lẻ là 10.000 đồng một lưỡi, không bớt luôn. Mà hiện tại là có cái hộp luôn cho mấy anh em mình mà 85.000, quá rẻ. 229.13 đó, thì là cái này là Made in Japan luôn nha, hàng của Nhật Bản luôn á, Made in Japan nha, chứ không phải là tặng, là chứ không phải là tặng những cái đồ tào lao linh tinh đâu, yên tâm. Đó, dập chìm nha, Made in Japan. Và trên bao bì này hình như nó cũng có đề cập thì phải. Đây nó có đề cập này, Made in Japan trên này nè. Đó, Made in Japan. Một hộp như vậy là sẽ 10 lưỡi nha mọi người. 85.000 đồng cho một hộp như vậy. Đó. Mua cây này cũng tặng cái hộp đó, mua cây này cũng tặng hộp đó luôn. Đó, thì mấy anh em mình lựa cây nào thì cứ nhắn cho em là chốt cái mã sản phẩm đó. 229.10 là 280.000 đồng. Cây này nó sẽ có chức năng nạp lưỡi tự động. Cái khay bên dưới nó sẽ chứa được 6 lưỡi nha mọi người. Mấy anh em mình nhét 6 lưỡi vô. Ví dụ mình đang làm công trình trên cao đi, mình không thể nào mà hết lưỡi rồi, không lẽ bây giờ mình quay xuống dưới để mình lấy lưỡi? Không cần. Đưa lên như vậy sẽ hết lưỡi đúng không? Hết rồi, rút ra, đưa xuống dưới, đưa lên lại, lập cái lưỡi mới xài. Đã không? Giống như cây súng vậy đó. Đó, 229.10, 280.000 đồng cho một cây như vậy. Còn nếu như mà muốn mua thân nhôm đẹp, cầm chắc tay, thân nhôm nó sẽ nhẹ, nó sẽ nặng hơn, cầm chắc tay hơn, lực hơn, thì giá của nó là 480.000 đồng, tặng cái hộp lưỡi. Mã 11 rồi, thì tới mã 12, 229.12, giá là 230.000. Cái này cũng rất là rẻ luôn. Một con dao như vậy bán lẻ là 40.000 một con, nhưng mà bao gồm là một cây dao gọt giấy, một con dao luôn, mà giá của nó là 230.000. Cây này là cây Onfa Top 9 á mọi người, xài lưỡi 18 ly, núm vặn. Và mã này là mã nội địa luôn nha, hàng nội địa của Nhật Bản luôn. Đó, xài lưỡi 18 ly, núm vặn, có cái này để gọc kiện hàng rất là ngon. Đó, gọc kiện hàng nè, hoặc là khui những cái lọ nước sơn này kia đồ đó, Made in Japan nha mọi người. Đó, 229.12, 230.000. Có quà trong đây rồi cho nên không có tặng nha. Rồi, hàng này nãy nói rồi, bây giờ nói lại. 229.13, 85.000 đồng cho một hộp như vậy. Một hộp là 10 lưỡi, đây là lưỡi bản 18mm của nhà Onfa nha mọi người, mới 100%, hàng nội địa của Nhật Bản. Đây là những cái con công tắc, hàng công nghiệp của Nhật Bản nha mọi người. Nó sẽ về một lần như vậy, nó sẽ đóng một hộp như vậy. Và công tắc bấm, tắt mở đó mọi người, nó chỉ là công tắc tắt mở thôi, nhưng mà cái điều đặc biệt của nó sẽ nằm ở bên trong. Mọi người đang thấy bên trên màn hình đó chính là đồng, và đây là đồng của Nhật Bản nha mọi người. Màu vàng nó rất là đẹp, thì đó lý do tại sao mà đồng của Nhật lúc nào nó cũng có giá. Và những cái công tắc này nè, một là tắt, hai là mở, chứ không có chuyện mà nửa vời giống như những cái công tắc khác hàng cho nổi trên thị trường đó mọi người thấy không. Đó, em sẽ cố gắng giữ lại chính giữa nè, nhưng mà không có được ha. Đó, một là tắt, hai là mở, và cái âm thanh của nó rất là chắc ha. Cái cục này nó sẽ là cục 500 ha, con ốc vít nó sẽ hít lên như vậy nè mọi người thấy không. Nó sẽ hít cái này lên. Còn cái này
Không hết nha. Tại vì đó là đồng nguyên chất rất là đẹp. Thì đồng nguyên chất đồng nghĩa với việc là dẫn điện cực kỳ tốt và không bao giờ có xảy ra cái vấn đề là quá tải điện này kia được. Với lại là nó sẽ không có vấn đề là bị chọc nha. Thì bây giờ hiện tại là giá nó có lên một xíu, tại vì đây là cái lô hàng tiếp theo em về rồi. Lên video để nói lại, chứ nhiều người nói là tại sao giá cũ em bán là có 60 ngàn một cái, hai cái 100 ngàn. Nhưng mà hiện tại là giá lên một xíu thì mong mọi người thông cảm nha. 229.14, 65 ngàn đồng cho một cái giống như vậy. Một cái như vậy em sẽ bán với giá là 65 ngàn đồng, là em lên 5 ngàn đó. Em sẽ lên 5 ngàn một cái. Em cũng không muốn lên đâu, nhưng mà giá nó lên thì phải lên chứ sao giờ. Còn một hộp như vậy, là mọi người mua một hộp như vậy thì 10 cái em sẽ bán với mọi người với giá là 620. Đó thì giống như là bao ship vậy đó, nhưng mà em sẽ giảm giá cho mọi người là 30 ngàn đồng. 229.15, 590 ngàn đồng một cái như vậy. Thì giá cũ đó là bao nhiêu? 625 ngàn. Đây là một cái đầu khò ga đến từ thương hiệu Shinfuji, hàng nội địa của Nhật Bản. Và cái đầu khò ga này nó sẽ cho ra một cái dãy lửa Made in Japan nha. Đó. Cho ra cái dãy lửa nhiệt độ là từ 900 cho đến 1300 độ C. Và cái này mọi người có thể mua về để những anh em mà làm quảng cáo đó, mọi người uống những cái tấm này tấm kia, vật này vật kia, hoặc là mọi người đi công trình thì nó sẽ cực kỳ an toàn luôn. Và sử dụng được cho bình ga Namilut và những bình ga khác phổ thông trên thị trường Việt Nam của mình, lắp vào là xài luôn. Và nó không có hay xì gì hết nha, kín ga hoàn toàn luôn mọi người. Cái này nó rất là hay. Đây là cái đầu khò ga phổ thông mà mọi người có thể mua bất cứ nơi nào. Và nó cái sự khác biệt giữa hai thằng này nó là cái gì? Rồi, bây giờ mình sẽ mở lên. Đánh lửa rất là khó nha, để em cố gắng xóc ga rồi lên coi. để gán cố gắng thôi. Hàng bình thường mọi người mua là nó sẽ là như vậy đó. Nãy thử vừa mới được xong. À, lên này nè. Rồi, ghê quá. Rồi. Rồi bây giờ mở ra nè. Đó mọi người này ha, cái bình ga khi mọi người xài bình thường giống như vậy nè. Đó nó sẽ ga lửa cũng ok lắm. Nhưng mà mọi người chỉ cần nghiêng một góc như vậy là lửa nó sẽ phật lên. Ghê không? Rất là nguy hiểm luôn nhé. Thực sự mà nói kiểu nghiêng nhẹ giống như vậy thôi. Đó đã phật lên rồi. Quá là nguy hiểm ha. Đó, bây giờ mình sẽ siết lại. Thì khi mà siết lại luôn à, ga nó vẫn còn xì ra nè mọi người thấy không? Siết lên một hồi luôn rồi nó mới bắt đầu ra. Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển sang đồ xịn. 625.000 giảm còn 590.000. Mở lên. Một phát là ăn ngay. Gió nè ha. Mở ra hút gió lên, lửa mạnh nè ha, lửa xanh luôn. Nghiêng bình. Khác biệt chưa? Nghiêng bình. Đó, quá đã. Tắt. Tuyệt vời đúng không? Mở ra. Một phát là ăn ngay, chỉnh thành lửa nè. Đó, lửa phật lên nè, chỉnh thành gió nè. Siết lại. Một phát là ăn ngay, quá là tuyệt vời. 229.15, 590.000 một cái như vậy. Mua về là dùng luôn. Đó, dùng được bình ga Việt Nam. Anh nào mà đi công trình làm quảng cáo rất là đã nha, yên tâm. 229.16. Nếu như cái khò ga này nè, nó ga có 1300 độ à, thì cái khò ga này nó sẽ ga được cái lửa là 2000 độ C và đảm bảo là ga lửa xanh hoàn toàn luôn. Cái này giá là 830.000, tặng kèm cho mọi người một cái khớp. Tại vì đây là cái dòng chuyên dụng của Nhật, cho nên là nó sẽ xài cái bình ga vặn giống như vậy. Thì sẽ tặng cho mọi người một cái adapter chuyển. Và cái này nó sẽ là Made in Japan luôn, mọi người an tâm. Lửa của nó ra thì rất là mạnh, lớn, có đánh lửa luôn. Và bên trong của nó nè, đồng thau rất là đẹp nha mọi người. Hàng của Shinfuji. Và thấy cái thằng của Nhật á, nó hay cái chỗ là không hiểu luôn. Làm sao mà cái tim nó nhỏ xíu giống như vậy mà nó có thể ra có lửa mạnh đến như vậy. Rồi lửa nó mạnh như thế nào, xài ra làm sao, thì mời mọi người xem cái video. Rồi hello mấy anh nha, bữa nay có một cái khò ga đến từ hiệu Shinfuji, hàng của Nhật nha, Made in Japan. Đó, hàng của nội địa của Nhật. Rồi cái này là dòng này là dòng Pro, tức nghĩa là nó sẽ cho ra cái dãy lửa lớn luôn, từ 1800 đến 2000 độ. Tức nghĩa là cái thằng này trước đến giờ rất là ngon rồi, 1300 độ C rồi, 1300 độ C, mà anh này là tới 2000 độ C là. Rồi bây giờ sẽ cho mấy anh coi ha. Cái thằng này thì phải lắp bình ga chuyên dụng, cho nên là phải xài một adapter chuyển. Thì cái adapter chuyển này là em sẽ tặng kèm khi mà mấy anh mua luôn. Đó, đầu chuyển. Đầu này là đầu chuyển gắn thêm ha. Rồi bây giờ sẽ lắp lên test thử cho mấy anh coi nào.
mình sẽ gắn vô rồi sau đó mình gặt lại kín ga hoàn toàn. Rồi mở ra đây, rồi mở lên. Đó. Lửa xanh nha. Đó, xiết. Rất là ok. Bây giờ tắt đèn để cho bên coi luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ mở lên nha. Đó. Xiết nè. Ra lửa luôn nè. Đó, xiết. Ok chưa? Đó, tắt. Rất là ngon nha. Rồi, đóng lại. Đó, rất là kín ga luôn. Thằng này là ga là lửa là 2000 độ. Thì cái này em mới về thử thôi. Về được một cái, anh nào mua thì liên hệ em bán luôn nha. Đó, bằng đồng thau nè. Rất là đẹp, màu vàng đó nè. Rồi, hàng của Shinfuji, đồ xịn luôn á. Rồi, cảm ơn mấy anh em. Rồi, và đây là cái đầu khò ga dòng Pro đến từ hiệu Shinfuji, hàng của Nhật Bản luôn nha. 229.16, 830.000. Anh nào chốt thì nhắn cho em. Hiện tại thì số lượng cái này rất là ít, có 1 cái 2 cái à. Anh nào mà có nhu cầu đặt thì tầm 3 đến 4 tuần nữa hàng sẽ về trở lại. Và khi đó thì giá nó vẫn là như vậy, nhưng mà mấy anh em mình đặt trước tại thời điểm hiện tại em sẽ bán cho một cái giá rất là tốt. Đó, tại vì mọi người phải chờ mà. Đó, rồi, 229.16, 830.000. Rồi, tiếp tục 229.17. Chai nhỏ 59.000, chai lớn là 138.000. Đây là một cái chai xịt đa năng đến từ hiệu WD-40, hàng của Mỹ nha mọi người. Hàng của Mỹ và chai này là nhập hải quan chính ngạch nha mọi người, có tem màu đỏ đàng hoàng hết. Và hàng này là hàng thật nha, real, hàng thật 100%. Hiện tại là WD-40 trên thị trường hàng giả rất là nhiều. Nói thật cho mọi người, có hàng giả luôn. Và đây là một cái chai giả. Đây là cái chai giả. Em vừa mới sưu tầm được cái chai giả này luôn á. Và đây là cái chai thật. Thì mọi người thấy chai giả, chai thật nó sẽ khác nhau như thế nào. Đó, thì cái này ai mua hàng hỏi thì sẽ trả lời, chứ còn không có lên cái video nói. Tại vì nói chi, để đi dò giá mua đồ giả đồ đi cho chúng như người ta đồ cho nó đã. Đó, nó thẳng là vậy ha. Chứ đừng có mà kêu chỉ xong mà đi mua chỗ khác, đu bu lắm, phiền. 229.17, chai nhỏ là 59.000, chai lớn là 138.000. Đó. Rồi, chai nhỏ hay chai lớn thì nó cũng sẽ giống nhau về cái dung dịch. Đây là một cái dung dịch tẩy rửa, bôi trơn, bảo quản. Nó sẽ đa năng lắm anh em. Ví dụ như trên một cái bề mặt gì đó, mọi người sẽ vẽ lên cái bút lông giống như vậy. Thì đây là cái dòng bút lông của thằng Thiên Long, mọi người biết rồi. Dính rất là cứng và nó sẽ bám luôn ha. Đó. Thì khi mà cái chai WD-40 nè, ngoài cái công dụng là bôi trơn sắt thép đồ ra đó, thì mấy anh em mình có thể xịt lên như vậy để mình tẩy cái lớp này đi. Thì khi mà xịt lên á, mọi người sẽ nhìn nè, cái thằng này nó tẩy rửa cực kỳ đã nha mọi người. Đó, mọi người thể nhìn nè, và cái chữ này nó đã chảy ra nè, không đó, nó sẽ lem ra, nó sẽ lem chữ này đi và sạch hoàn toàn. Ok chưa? Thì đây là một cái dung dịch tẩy rửa bảo quản luôn. Nó sẽ khác hoàn toàn với R77 nha. Ví dụ như cái cây R77 mấy anh em mình xịt lên, mình bảo quản ok, tốt. Nhưng mà tầm 1-2 bữa thôi nó sẽ khô. Nhưng mà thằng này nó sẽ thấm bên trong cái kìm luôn. Mọi người nhìn cái đầu kìm mấy em thui à. Thấm lâu lắm á. Tầm vài tháng là chuyện bình thường. Đó, và cái kìm nè, lúc nào xài nó cũng nhẹ tưng hết. Cái thằng WD-40 này sẽ rất là ngon. Và em xịt đồ nghề rất là lâu rồi. Rất là nhiều khách mà mua thì trước khi giao hàng cho mấy anh thì em sẽ xịt lên một ít để bảo quản đồ nghề cho của mấy anh em mình cho nó tốt. Tại vì mình về, mình đụng cái tay mình vô rất là dễ bị sét ha. Thì nhiều anh hỏi là em xịt cái gì mà nó thơm thơm. Thì đây, cái này em xài. Thì bây giờ hiện tại là em bán cho mọi người luôn. Tại vì mình bán đồ nghề mà, thì bán kèm kèm vô cho mấy anh mình xài. Những cái vết keo á, ví dụ như có những cái vết keo giống như vậy nè. Bây giờ em sẽ lột cái keo này ra. Và cái keo này nó sẽ dính lên trên này. Thì công dụng của nó là nó sẽ tẩy được những cái lớp keo giống như vậy luôn nha mọi người. Những cái lớp giá giống như vậy nè. Mấy anh em mình tháo ra. Thì mọi người thường là mọi người sẽ dùng xăng đúng không? Dùng xăng mà mấy anh em mình chà. Nhưng mà khi mà mấy anh em mình dùng xăng mình chà đó, nó sẽ bay hơi rất là nhanh. Và khi mà nó bay hơi rồi đó, thì cái lớp này nè, nó sẽ làm chày. Nó sẽ làm chày cái bề mặt này. Làm xài xong là nó sẽ chà xong là nó chày luôn á. Hoặc là những cái bao bì giống như vậy nè, mọi người lấy xăng mọi người chà đi, tập hồi nó mở căm luôn. Đó, thì cái thằng WD-40 nó sẽ giải quyết được cái vấn đề đó. Mọi người nhìn nè, chà lên như vậy. Chỉ cần bon ít lên như vậy thôi, mọi người xoa một xíu thôi thì là cái lớp keo này nó sẽ đi ra hết. Mày thấy nó tiết kiệm không? Xịt ra cái khay giống như vậy đó,
Rồi mọi người nè, nhìn nè. Mấy anh em mình chỉ cần xoa nhẹ như vậy thì nó sẽ thấm cái dung dịch này vô. Và khi mà thấm vô rồi á, rồi mình cảm giác cái tay của mình chỗ này nó đã mịn, nó mướt rồi ha. Rồi mình lấy khăn mình lau nhẹ qua thôi. Thì trong quá trình mà mấy anh em mình lau như vậy đó thì cái chất này nó sẽ trơn và nó không có làm chày cái bề mặt này. Mình thấy không? Tuyệt vời chưa? Có một cái chai này, đây là mã cuối cùng luôn. 229.18 259.000. Bỏ qua cái vấn đề dung tích, tại vì chai này nó sẽ ít hơn chai này một xíu. Nhưng mà ngược lại thì chai này nó sẽ trang bị một cái vòi, vì dòng này là dòng Smart Straw và spray hai way nè, two ways nè, nó sẽ có hai cách xịt. Một là mọi người vươn cái vòi lên như vậy, hai là mọi người gặp lại. Thì gặp lại như vậy thì mọi người cũng xịt được luôn. Đó. Và khi xịt ra mọi người thấy không? Nó sẽ cho ra một cái lượng xịt rất là mịn. Và cái vòi này hãng họ thông báo rằng là thông tin rằng á, nó sẽ tiết kiệm được cái dung dịch xịt hơn là so với sử dụng cái vòi này. Cho nên là dung dịch nó ít hơn nhưng mà vòi xịt nó tiết kiệm hơn, thì hầu như là nó y chang. Rồi mấy anh em mình gật lên như vậy thì mình sẽ sử dụng cái chai này để mình xịt luôn. Đó, nếu như mà mình dùng gia đình, mình dùng cá nhân, mình dùng cái chỗ bàn làm việc của mình thì nên mua cái chai này. Nó hơn tầm 100 mấy, nhưng mà tiết kiệm thì từ bằng cho tới hơn so với chai kia. Chai này là 259.000. Những cái chai này khi mà mọi người mua á, đó, thấy không? Thấy cái nắp xịn không? Đã không? Đó, thì khi mà mọi người mua á, thì sẽ tặng kèm cho một cái vòi luôn. Thì cái vòi này hiện tại, tính tới điểm hiện tại em bán á, thì rất là nhiều anh hỏi em có bán lẻ không? Em không có bán lẻ. Cái vòi này là nó sẽ dán sẵn vô như vậy luôn rồi, thì hãng họ không có cho thêm. Đó, cho nên là mấy anh em mình xài, lỡ mất cái vòi này thì em cũng không biết ở đâu luôn. Đó, thì mọi người có thể mua. Nói chung là chai này dùng rất là ngon, rất ok. 259.000 đồng một chai như vậy. 229.18 259.000. Rồi, thì đó cũng sẽ là cái mã sản phẩm cuối cùng trong cái video clip ngày hôm nay. À rồi, quên nữa, vì cái giải thuật của YouTube á, là họ sẽ ưu tiên cho những cái kênh mà có lượt like, là cái nút thích á, giống như vậy. Thì mấy anh chị mình nếu như thấy video này hay thì mọi người nên bấm những cái video thích như vậy. Thì khi mà mấy anh chị mình bấm á, em ra một cái video mới là mọi người sẽ xem được cái video một cách sớm nhất nè. Với lại là mấy anh chị mình bấm đăng ký kênh đi, thì em chỉ cần có những cái thông báo, những khuyến mãi gì đó em đăng lên là mọi người sẽ nhận được ngay lập tức. Thì đó là cái lợi, em thấy cái lợi cho mọi người thôi. Thì mọi người sẽ nhận được cái thông báo cách sớm nhất, chốt được sản phẩm của mình, nhận được những cái chương trình khuyến mãi mà bên em đề ra. Đó, thì nếu như mọi người thấy video này hay thì cho em xin một nút like và đăng ký kênh. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi, xin chào mấy anh chị nha, bye bye.